chào cả nhà. Hôm nay á, là mình sẽ kể cho cả nhà nghe một cái vụ án là Phương, em gái của mình, bị rớt chiếc nhẫn hột xoàn trên đường mà cả nhà đi leo núi mà tìm được một cái chiếc hột xoàn. Trời ơi, cái nhẫn hột xoàn á, là nó chỉ có 5 ly mấy thôi mọi người, nhưng mà nó nhỏ xíu à. Lúc mà đi kiếm, lên đường đi kiếm á, là mọi người chỉ đi kiếm cầu mai thôi chứ không có nghĩ là mình sẽ tìm lại được cái hột diamond này đâu. Tại vì 5 ly mấy thì nó rất là nhỏ. Cái này là gọi là thiệt á, là hy hữu. Là cả nhà mình á, là đi leo núi, sáng nay là đi leo núi. Nhớ còn bữa nay không lấy nữa. Tao nói tao cho mày chiếc nhẫn mày không lấy, mày nói của bà giữ đi mày không lấy. Tới đây chị thấy chị chịu không nổi rồi, chị nói Phương ơi coi như là số mất của đi. Nếu như thật sự vậy là khiến là Phương phải lấy cái hộp của chị. Thì để coi nếu mà Phương mất là không mất là chị mất, hiểu không? Là chị đưa hộp của chị là cho số hàng bay không đứa nào mất của hết. Trời, ổng khiến ổng không để cho chị mất cái hộp đó. Ổng phải cho Phương lấy lại cái hộp này. Rồi nói chung là bây giờ cái vụ án á, là mất rồi này. Kể đi luôn. Nhỏ xíu. Kể cái vụ án đi, kể vụ án luôn đi luôn. Cái đường như vậy nè. Đây cái đường đi lên núi, cả nhà đi lên núi. Cái hộp xoàn. Đây nè. Vụ án cái đi nửa đường về rồi mới phát hiện ra là mất cái hộp. Thì coi như là vô vọng rồi, nhưng vẫn còn cầu mai là phải đi lên đây kiếm, mà coi như là đi lên núi hai lần á. Đây là hơn nửa đường rồi. Gần tới đỉnh rồi. Là gần tới rồi. Mà cũng phải đi 8 con mắt giáo giác đi tìm. Trời tìm ơi. Không ra. Ôi nãy tao đi chậm tao đi coi dữ lắm luôn đó. Lần mò. Mà em nói đó rồi. Hồi nãy tới đây ăn miếng xoài, chị nhìn thấy miếng xoài nè, nhìn thấy miếng xoài không? Chị nói trời ơi miếng xoài đây, tự nhiên có miếng xoài đây, là hồi nãy lúc mình ngồi đây mình ăn á, là đi xuống xong hồi nãy tới. Nhưng mà sao nó rớt ngay cái chỗ này mày? Cái này là nó rớt trên đường mình đi lên á. Đâu có đụng chạm gì đâu. Nhìn thấy miếng xoài luôn. Vậy là rớt trên đường đi lên. Trên đường đi lên, rớt trên đường đi lên. Lên và chỗ nghỉ là mình cũng là nghỉ đây. Đúng rồi, trên đường đi lên, đúng rồi, ngay chỗ này luôn. Không chiếu vô mắt chị nha. Mà nên tự nhiên thèm này hai người đã đó. Chị dướng ngay, chị nhìn ngay cái đó. Nhìn miếng xoài xong nó ngay này, không biết tự nhiên nó khiến cho chị nhìn. Rồi coi cái gì ta? Bắt đầu càng nhìn xuống thì càng sáng, càng sáng nó không chiếu. Tại vì nó nghiêng, nó nằm ở dưới kẹt. Cái kẹt càng rồi. Nhìn càng sáng cái hơi lụm thử em không ơi, em nói thiệt á, là sao thiệt hai á, thiệt em nói gà thiệt chứ, dám tin chị không dám kêu, chị phải lụm lên chị thấy cái hột xoàn chị mới kêu. Em nói ơi, em không nghĩ là lụm được luôn, em nghĩ là coi như mò kim đá biển. Có ai mà cái hột xoàn như vậy tao hỏi mày rớt mà bao nhiêu người đi, tao nghĩ là nó bị gió chứ nó gió nó bay, hiểu không? Kiếm lại cơ bỏ đó không á, là còn không á là ai mà đi á là dẫm lên chân nè, mày thấy đúng rồi, dính như vậy này nè, hoặc là người ta đá nó văng đi luôn. Tao bóp ra ngoài, tao có cái bóp không, tao có bóp tao bỏ ra đi, người ta đá ra ngoài hoặc là dính như vậy người ta là thua. Trời ơi, vụ án mất hột xoàn mọi người ơi, mất cái đá hột xoàn. Lấy nó ngoài, rồi phải không? Náo loạn. Báo ngoài rồi phải không? Báo ngoài rồi, trời ơi, mừng quá trời mừng, ngoại giá. Thiệt, cái nổi da gà luôn á chị. Thiệt tình luôn, không có thể tưởng tượng được. Ai là tưởng là mất thiệt tình luôn, không ai mà tâm linh nha, nãy lên đây em mở xuống. Đúng không? Thì đó. Phương này mở xuống, Phương là người kêu đi xuống. Đó, hiện giờ tao với Long ở đây ngồi đó rồi. Chồng mà đi lên. Hồi nãy nè, đi lên tới trên luôn. Lên tới trên đỉnh lên đó luôn. Xong rồi Phương là người, Phương nói là. Hồi nãy Nam còn hỏi á, chị ở đây, tại em nói là ở đây là lighthouse. Nam nói, ủa chị ở đây có đèn biển hả? Nói có, trên kia lên đi coi đi. Nó cũng không dành lên coi. Đang quay phim á Phương. Đèn biển. Cho anh nhỏ xíu. Cho anh cảnh máy quay phim sao xích cho được á, cái ngọn hải đăng á là đâu? Đi lên trên luôn, hồi nãy chị còn nói Nam trên kia có ngọn hải đăng rồi nó bỏ phục nó đi xuống. Tại vì gấu nhỏ mà nãy chị nhớ không, nó là nếu kiếm được Phương, nó Phương kiếm được Phương sẽ lên tới đỉnh. Đi ơi, giờ hai chồng mình đi lên trên đỉnh đi, hai chồng bỏ đi xuống mà không thể nào em nói gì, hai không có nào kiếm được. Hỏi em kiếm mò kim lấy biển mà luôn, mà tới lúc hồi nãy mà hồi nãy mà chị phải phán một câu đó đó, chị nói nếu thật sự không mất của, nếu thật sự số mất của thì đó là cứ é cái kia đi, là ông trời không để cho đứa nào mất của hết á. Ơi, đeo hộp sòn đi, đeo núi mà đeo hộp sòn chi, mọi người ơi, đi leo núi đừng có đeo hộp sòn nha, không chỉ đeo đội nón đeo mắt kiến. Cái này là hy hữu mà nha, rất nhiều lần là em đeo sòn vô không bao giờ. Đeo hột xoàn vô không bao giờ Phương quan tâm. Hồi sáng khi em mở, Phương mở tủ ra em phân vân, em cầm chiếc nhẫn em phân vân đeo hay không đeo ta. Thôi mà đeo đi, có công để nhà thích mà. Sáng tao tính quở rồi mà tao không có quở. Tao thấy đeo hột xoàn tao nó ủa đi lên đúng mà sao tính đeo hột xoàn. Không tính đeo hột xoàn mà mẹ em chuẩn bị đi, mẹ nói gì có gì quan trọng đem theo đi nha. Là coi như là lúc đi là rớt, không phải lúc về rớt. Tại vì lúc chị hai đi. Quay lúc chị hai quay mình đến đó là mất rồi, mà có ai không rớt ngay cái chỗ mình ngồi nghỉ luôn. Lúc đi không ngồi nghỉ đâu, rớt ngay chỗ ngồi nghỉ nè. Quay cái xoài nè, quay cái miếng xoài đi, quay cái miếng xoài định mệnh đó. Đây mình ngồi đây mình đợi nhờ bà xoài cái bà ngoại. Hồi nãy mà không có miếng xoài lại không có nhìn lại miếng xoài đâu. Chê bà xoài chua cái bà ngoại, là nhờ cái xoài cái bà ngoại là ngồi ở đây nghỉ. Mà sao rớt hay đúng ha, cái chỗ này cái chỗ mình quay lại mình ngồi mình đợi luôn nè. Mà rớt lúc đi mà lúc ngồi xuống mà không thấy. Không thấy. Thấy ghê không? Đúng rồi. Ngồi chỗ này mà mình ngồi ra mà mình không thấy mày.
ngồi ngay đây. Ừ, cái đám ngồi ngay đây có thấy đâu. Thì ở đây là Lucy Bu cho này, ngồi nữa đi. Mà ta kiếm hộp mà em còn mà ngồi lâu này. Mà ngồi lâu chứ. Em còn chửi, em còn chửi bà nội là kiếm hộp bà này mất kiến. Bà nói hồi nãy thì tao không có đem mất kiến. Mà bây giờ bà kêu kiến rồi điếm ra, bà kiếm ra. Rồi, giờ đi lên nè. Tao đó Phương, mày nợ tao một hộp sàn á Phương. Mà có ai kiếm ra không? Có ai kiếm một sàn ra? Thì hai nghĩ có ai đi kiếm một sàn không ra? Thể nào, tao nghĩ là kiếm cầu mai tao chứ không bao giờ mà có được cái kiểu mà đi kiếm này. Tao giái, tao giái quá trời, tao giái luôn. Đúng rồi, tại không chịu lên núi. Bỏ cái tật đi núi đi hộp sàn nha. Đi lên chảnh đi. Rồi bây giờ là cả đội hình đi kiếm viên hộp sàn đã đi xuống, đã thành công xong, lên trả lễ xong xuôi rồi, bây giờ đi ngược cho xuống. Đó, đây là những gương mặt hớn hở. Trời ơi, đã thành công. Quá may mắn, cái này là thần núi rừng độ mạng. Núi rừng, thần biển, thần núi độ mạng. Mà là không hết 100% tổ, mẹ ông âm phù hộ. Nó nói không được 1% để mà kiếm nữa, đi là đi cho có vậy cầu mai. Hay quay ngon cho mọi người xem Long Thành á, núi rừng như vậy mà làm sao mà kiếm được. Cái này là trời Phật chứng với Long Thành á. Đây là trên cái đường này nè. Đó, cái đường đi như vậy nè, mọi người nhìn đi làm sao, nghĩ sao mà bao nhiêu người đi lên đi xuống cả ngàn người, bao nhiêu người lượt người đây vậy đó. Đó, vậy mà nó nằm ngay chỗ mà cái kẻ đá như vậy để cho cái con cao giò này nó nhìn thấy. Hay mà cái đoạn đường đi không ai đá nó xuống vực, em sợ người ta đá xuống vực không. Tao chỉ sợ tao chỉ sợ là gió nó ba. Ông trời, em đợi tới lúc em phán cho câu đó xong ông mới cho lại. Ông nói thôi con số con chưa mất của đâu. Đúng rồi, thôi cho tụi bay không có mất của. Chào cũng cảm ơn bịch xoài các bà ngoại. Rồi. Nhà bà ngoại bịch xoài xong rồi đánh dấu biến xoài lại xong rồi. Má trời, bão tố với Phương ơi, chuyến đi của mày nó quá bão tố từ ở Việt Nam tới đây luôn. Còn là sốc không à mày, nó làm người ta lên tim không à. Chuyện không người tới. Toàn là giật gân giật cốt không á. Chứ không phải là cái chuyện bình thường. Như thế nào? Không phải là chuyện bình thường nha, còn là chuyện bất thường. Mất khúc dưới á, đi ra bộ cho nó bẻ. Lên gần tới đỉnh luôn mấy người. Gần tới đỉnh mất mới chịu. Nghe mày kể cái đoạn đường đó rồi, xong đó thôi mấy người kia đi Costco đi cho yên. Trời ơi. Mất khúc dưới đi kiếm á cũng còn gần các bạn. Mà gần tới đỉnh đó. Leo lên gần tới đỉnh rồi, bây giờ phải leo lần thứ hai, có nghĩa là sáng hôm nay là lên đỉnh hai lần hả? Không. Không, một lần gần lên đỉnh, một lần gần lên đỉnh đi xuống. Okay. Em hai lần trở về. Lon ơi, Lon mạnh quá Lon ơi. Trời ơi là trời. Bởi vậy chuyện không thể ngờ. Nên mình nói tóm lại, mình nói với các bạn là chuyện tâm linh không đùa được đâu. Chuyện tâm linh là không đùa được đâu nha. Mình đi núi 100% nha. Đi núi đi rừng là đi biển là phải tin nha. Đó, cho nên là đã có lòng thành thì đi đến nơi đến chốn đúng không? Trời ơi, mệt quá. Đuối hai cái giò quá trời luôn á. Không được thang mệt. Ở quên, khỏe quá, khỏe quá. Bây giờ là 12 giờ luôn các bạn. Để giờ lên luôn hả? Đúng luôn. Trời ơi, xuống núi hả? 12 giờ xuống núi hả? Ừ. 12 giờ trưa xuống núi. Quá trời quá đất luôn. Mà mình mừng đồ xong mấy người cái bên tao mới dụ gì luôn. Cái bà cười quá trời, bà không hiểu gì. Bởi vậy bà đâu biết là mình lượm được đi dục sợ. Bà nói ủa nãy giờ bà ngồi kế bên. Nãy giờ bà ngồi kế bên bà nói ủa sao nãy giờ mình ngồi kế bên mình không thấy ta. Ok mọi người, chia sẻ niềm vui với mọi người, nói chung là quá vui. Bây giờ đi ăn bún bò thì cũng hả? Ủa không, chị hai có quyền không ăn. Ủa tụi em ăn, chị hai có quyền, chị hai nhìn thôi. Ok, quyết định vậy đi ha. Rồi bye bye, xin chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye. Review bún bò. Ok. Đây là cái khung cảnh ở dưới chân núi, là bãi xe mà những người ta đi núi buổi sáng nè cả nhà. Rất là đông người luôn á, đi lên đi xuống không biết bao nhiêu người. Mà cái viên hộp xoàn á, mà nó bị rớt á, mà bao nhiêu người đi qua đi lại, nhưng mà nó vẫn còn nằm đó để đợi cho mình quanh trở lại để mà mình kiếm nó cả nhà. Mình sẽ đi về nhà mình kể lại cho mọi người nghe về cái vụ án mà mất cái viên diamond ở trong cái chiếc nhẫn hộp xoàn của em gái mình nha. Em đuối như trái chuông. Cả mẹ em cũng đuối. Quá sợ cho. Hay là mọi nói chung là đây là một cái chuyến lên núi sóng gió luôn. Nhưng mà mọi chuyện đúng. Thì suôn sẻ. Hôm nay đi lên núi thì có người già và trẻ em luôn, và trẻ em dưới tuổi luôn nè. Thì mới quyết định là đi bằng cái xe đẩy. Mà mặc dù là xe đẩy nhưng mà trời nắng chang chang, thì tới lúc đó gần lên tới đỉnh rồi thì cái Phương em bé la quá, thì Phương mới quyết định là Phương bỏ cuộc, hai chồng Phương đi xuống. Thì lúc đó Lan có nói một câu là bà đặt bỏ cuộc nữa, đi lên đây là phải đi lên luôn chứ đừng có đi xuống. Nhưng mà tại em bé mệt cho nên đi xuống. Mà đi rồi, đi ra ngoài luôn, ngồi xe đi về một đoạn chắc phải 10 phút. Thì Phương vô tình nhìn lại cái nhẫn, Phương nói rồi mất cái hộp thì không biết rớt ở đâu. Thì mọi người đang dự định đi chợ nhưng mà sẽ quyết định quay trở lại để đi kiếm. Cho nên là cái này gọi là gì? Một kim đáy biển. Một kim đáy biển mà không, bà nghĩ là sẽ phải mò.
có nghĩ là có thể kiếm được cái hột xoài, vẫn phải mò cái đó. Bắt đầu chia phe, một phe thì đi chợ, một phe thì đi lên đó kiếm. Chứ là tại khi mà đã hiểu ra là nhìn vô cũng hơn là chị Di chỉ quay phim chụp hình, thì nhìn từng cái giai đoạn á thì sẽ thấy được là lúc nào cái nhẫn nó còn cái hột thì bắt đầu khoanh dùng. Thì khi mà đã xác định được khoanh dùng là ở trên cái vùng mà gần lên tới trên đỉnh rồi thì thôi là cả nhà không có nên đi theo, chỉ là cái xe còn lại đi theo thôi, và có một con bé luôn thì đi. Phương không hề biết mệt nha mọi người, Phương đi té lên đấy, đi lên núi là với Phương nó đi một mạch. Con nói con bị mệt luôn, từ từ con đi con mệt, mà con mệt qua Phương Hải không mệt luôn. Phương nó không hề mệt, nó đi một mạch mất dạng luôn. Thì đi kiếm không ra, đi lên tới cái chỗ mà Phương quyết định quay lại luôn á, thì lúc đó là nghĩ là thôi chắc thua rồi, thì cũng đứng ngay đó thôi, coi như là mình mất của đi, đúng không? Thì rốt cuộc lúc mà mọi người chuẩn bị bỏ cuộc thì, nhưng mà ngộ một cái là cái lúc mà khi mà đi xuống á, là mọi người ngồi nghỉ xả hơi ngay cái chỗ cũng lưng chừng giữa cái chỗ leo núi, thì lúc đó anh thấy có cái miếng xoài. Lúc mà mẹ cái miếng xoài ăn á, mẹ ăn xoài của mẹ ở đó, mày ăn ngồi mấy đứa mình xoài cái anh là ngồi từ nghỉ mệt ăn xoài nè. Cái lúc con lại con ăn xoài thì con thấy có miếng xoài rớt ở dưới cái ven đường á, con mà nhìn cái đó trời xoài đâu mà rớt đây ta, tự nhiên giữa xoài có ăn thì có cái miếng nhỏ thôi, con đã nhớ chỗ đó rồi. Tự nhiên cái lúc mà đi xuống á, mọi người bỏ cuộc mà cái lúc đó nếu mà đi xuống là đi ngược đường đó là đi bên này đúng không, mà con tự nhiên con bị lạng đi bên đây, con lại lạng qua miếng xoài, con nhìn thấy miếng xoài thì thấy miếng xoài xong con lại nhìn gần cái cách cỡ khoảng gang tay à, cái con nhìn cái con nó cái gì lộn ngộn mà cũng, ví dụ mà nó chiếu mặt trời á, nó dạ lên mình thấy sáng mình còn thấy không thấy dạ luôn, cái kẻ luôn không gì, nó nằm ngay trong cái kẻ đó, thì cái hộp nó nằm nghiêng xuống luôn, thì con chỉ thấy cái lằn ngang thôi, chứ mình nhìn con cũng không xuống rồi nhìn thử, mà con cũng không dám nghiêng từ nó luôn mẹ. Con mới nhìn kiều, con nói u ngộ ngộ, con người lụm lên, con nói trời ơi vâng, hình như cái này con chưa tin luôn, trời ơi hai đứa nó nhào vô nó quýnh con. Trời ơi nó nhào vô nó quýnh biết ngay cái chỗ mà lúc mà mọi người đi lên núi xuống mà thấy điều không tưởng tượng được, nó đi ra nó dừng lại ngồi ăn xài lúc nào mình có thì mình nghĩ mệt không tưởng tượng được, tại vì mẹ ráng mà ngộ cái này nè. Mấy ngày mẹ không có lên núi nữa đâu, đây tới đó mà nó mà bỏ cuộc rồi, nhưng mà mình nghĩ con cả lên tới được tới đâu hay cho nó thì lết lên tới trên đó mà đưa ngồi thiền nam nó xuống, nó còn không biết mẹ ngồi nó nữa, tưởng bà nào thì ở đó nó lại xuống ngừng ngay chỗ cái xoài luôn, không ngừng nó ngồi trên nữa xong bắt đầu xuống tới đó mát rồi nó ngồi đây nghỉ nó ngồi lại mọi người ngồi xuống xong bắt đầu mẹ lấy được xài ra mà nói đây nè xài nè ăn đi cho nó có chất xê, thì nó lúc đó là đã mất rồi đó, mà mình ngồi đó mình không thấy mất rồi lúc đó là mất, có nghĩa là cái hộp nó rớt ngay cái chỗ mình lợi mình ngồi nghĩ mệt, vậy là nó mất trước rồi mà rớt ngay đó mất trước rồi, tụi con lẽ tại vì tụi con phải tới đó mình ngồi hiến tới đó, tại vì khi mà tụi con coi cái clip lại chị hai chỉ quay phim á, là khi mà con đi lên là con vòng xuống á là con đã bị rớt rồi, cái clip nó không có nhận của con rồi mình tới rồi đó là đã mất rồi, mua để chụp hình á, chụp hình thì nhìn đã trong cái hình còn cái hộp bắt đầu mới xác định là đi là cái trạm dừng chân đầu tiên là từ cái trạm dừng chân là bắt đầu tụi con mới đi từ tìm, lúc đầu là đi nhanh lên trên chỗ đó luôn, trạm dừng chân đầu tiên cả nhà hình á ba con á tìm lại không ra, có như loạn cái chỗ đó cũng đã cái phương đó đó là để ý chỗ này nha, nãy mình ngồi đây để ý luôn là con thấy gì chưa, hỏi lúc đi lên con không thấy mà con này có nói chửi con nữa, bà đi tìm hồi sao mà bà đâu có kiến, nhưng mà tại con đang có kiến những lúc mà không cần tìm, tại vì cho mình biết là không có, tới lúc mà quan trọng thì con không có kiến là con coi, mà tới cái lúc mà con quyết định coi nó mất kiến vô là nó chửi con đó thì nó có tiền để sao mà mày đúng là mình lại xuống mình ngồi ngay chỗ đó mình kiến cho kiến ngay chỗ bên miếng xoài luôn, hơn một gang tay thôi ngay đó luôn á, ngay chỗ đó luôn, mất thằng chỗ đó luôn là lúc đi lên mà lúc đi lên nó rớt ngay chỗ đó luôn, rất lực đi nha mày, rất lực đi nha, cái lúc đó kiến có đồng hồ mày tới trên mày ngồi trên mà tới mẹ nói mà có tới đây ngồi nghỉ ngồi xuống vô lấy xài mà mẹ thấy không, cái lúc mà lượt xuống ngồi bao nhiêu lâu đâu thấy đâu, lúc lượt xuống là cả nhà mình ngồi, thôi tôi đây kia là ngồi mà hồi nãy có mấy người ba nói mẹ tụi con xuống có mấy người ta ngồi ba bốn người ta ngồi đó luôn sai luôn, nhớ rồi cái lúc mà tới cái chặng đó nó mất mát á là lúc đó từ là lu su bu chỗ lúc đó là gấu á là mày nói là mệt hay gì đó đòi ẩm gì đó muốn thả gấu xuống cái chỗ lúc đó đó, bỏ xuống nó mấy con chó rồi nay tình với cái quanh rồi nó mệt cái nó sang ta nói là gia đình nó xào xáo đó nhớ không, sáu thôi chứ đâu có gì đâu, sáu ngày đó là lúc đó là đang mát mát rồi đó là quay là tao nghĩ lúc đó là mày bị rớt thấy không, cái hộp nó rớt như cái kẻ luôn,
Và cái kẻ đường ở trên trên bề đường hay là lên dưới trên bề đường hay sỏi cái miếng xi măng, xi măng luôn, nó cách miếng sỏi cũng hơn gang tay. Cái đường xi măng đường nhựa nó có mấy cái kẻ đó thì nó nằm ở trong cái kẻ nhỏ. Cho nên không thấy á. Xe mà nói kêu với quanh mà quay lại mẹ ông nó hỏi ơi mình rồi trời ơi. Mà mày nghĩ đi dễ gì cái thường kim đá biển đó. Mày thấy một cái đá biển không? Xong mẹ quay mà hỏi xuống mình xuống hỏi xe ở xe xong mẹ tôi con xui dữ nó con không hiểu mà ngoài nghĩ thì sao mà cái hồ có rớt được cái ở ngoài có không hiểu luôn. Mà mẹ hiểu không? Con ý con tức đó là con đi máy bay là mày biết hả nó vướng là mền gói là hành lý khi lung tung không có gì mà hồi nãy con đi núi nó có vướng gì đâu mà nó cũng rớt. Con sợ cũng nhìn lại cái hồ của con. Mà mày thấy một kim đá biển không? Chị hai chị sợ chị lấy cái điện thoại chị cầm liền. Quay qua đây cái cho biết là đây là coi như là biết sao? Cái chân dung cái tiền một xoan ý tụi con nói là nó yếu tố thông minh là cái là con là người quý quá luôn rồi con là người đầu tiên con nói qua bên này đi kết video giùm nghĩa là khi mà con đi cái đó nó chừng cách chừng 500m lên tới đỉnh đúng không ta hay gì người ta lên núi thì phải lên tới đỉnh đúng không con lại tới chỗ đó còn có 500m lên tới đỉnh đó là con nghĩ vậy nè con nghĩ là bây giờ coi lại cái lúc mà có lấy ra lấy vô trong cái túi sách luôn, nó có dướng nó rớt trong cái túi sách luôn hoặc là trên cái xe của gấu nó chuyển nó xuống á thì nói chung mình kiếm cầu mai cái nào có thì mình kiếm cầu mai thôi. Coi như gần 500m lên tới đỉnh là con tự nhiên con nói là thôi không lên nổi đâu xuống cái mày ai khiến nó để cho mẹ phải đi lên tới nó để khiến cho con lên đỉnh nó nãy là sao thì mẹ phải lên tới rồi nãy là tìm trong lúc mà đi con nói vô một lát mà tìm được cái hộp là hai chồng phải đi lên tới trên đỉnh nghe chưa phải cho nó trọn vẹn nghe không là tới hồi tìm xong từ đó phải dẫn nhau đi lên hỏi mẹ không? Mẹ rồi đó mệt lắm mẹ bỏ cuộc rồi từ lúc dưới chân phải không mệt lắm cho mẹ ráng mà đi cứ đọc từ đó mà lên tới nghỉ 5-6 lần như thế 3-4 lần tôi cứ khúc tôi nghỉ cứ nghỉ nếu không mẹ... bà ngoại đâu có ngồi đó ăn không thì đúng rồi không đem xoài đi mà không có mẹ thì tụi con xem xuống tại có mẹ thì còn nghỉ đợi ha mẹ luôn đó mẹ mới nói là nãy giờ đâu có làm mày cái điểm nhấn để mình để ý nãy mẹ mới nói là cái chỗ này hồi nãy lên thấy đâu nãy mẹ có nói là cái chỗ này hồi nãy lên mẹ cũng ngồi đây mẹ nghỉ thế nè có động quay mà đánh cho nó ngồi nghỉ hay gì lên núi thì phải lên tới đỉnh mà mình đã đi tới núi mà còn 500m nữa là con lại bỏ cuộc con nói đi xuống mà mệt quá đi xuống nắng quá là kêu chê phải không rồi con lại đi xuống mà ai với quanh hay đứa nào nói ủa xong lên đỉnh nó không nè. Tại vì không có chiếc phương cái gì không có gấu là mới đi chiếc phương lên tới đỉnh rồi bây giờ dở lên cho coi lên sát chưa là con có một sòn với cái nớt này chưa hơi gắn lại nó còn mới gắn lại nè ơi gắn đi cho nó rớt gắn nó rớt giờ không có tìm được đâu mới gắn rồi cho nó sửa lại cái cháu mà đợt này đi tự nhiên tới đó là đuối là không nên nổi mà tự nhiên sao nó cứ rè lên tới lên đó luôn xong rồi mẹ hồi tới quanh chúng mày nói hồi nãy mày đi mấy hiệp mới tới đây là chỗ này nãy mẹ ngồi nghỉ nè có nghỉ các mẹ nói hồi lấy xoài đang ăn đi như nó có cái xe nó khỏe tưởng sao rác ngồi nó ăn xoài thôi cho nó là nhờ miếng xoài đó con nhìn miếng xoài nhớ đây mình ngồi đó cái điểm nhấn mình ngồi đó chứ còn không làm sao mà cái điểm nhấn cho mình tới cho nó chung là mình tin vô cái chuyện tâm linh là mình còn nghĩ là trời Phật luôn phù hộ mình ở phải là trời đỡ là mình cứ cầu xin đi là được tự nhiên không là sẽ có người là cứ đi theo bên mình để mà giải quyết vấn đề có ai nghĩ mà. Mẹ đã đọc cái câu chuyện của nhân rồi mẹ nghĩ không biết làm sao mà nó tìm được cái đó mẹ cũng hơi thắc mắc nhưng mà không tin được mà bây giờ nó nói mà cũng nói không tin được rồi. Mà mẹ tin không mà mẹ nói lúc mà con tụi con quay lại kiếm mẹ có nghĩ là kiếm được không là mày hiểu không nghĩa là cái đường đi lên rất là nhiều người đi tụi con nó một á rớt xuống một là người ta đi người ta sẽ đá ra nghĩa là cái bước đường đi người ta đá là nó dẹp ra ngoài bờ tại tụi con đi coi như 4 người là 8 con mắt là đi nguyên một đường ngó rất kỹ rất chậm là không thấy là nó thua rồi một là bị đá dẹp ra hai là nó bị ghim vào giày của người ta là mày cũng không thấy được nó nhỏ mà dù người ta đi nó lúng nó ghim vô là nó xong rồi đi lên kiếm không có rồi đi về con nói rồi xong rồi ai ngờ mà đi ngược đường mà đi về mà bả còn bả xịt bà này bả xịt con ngược đường nữa chứ mà con còn chửi bả con nói đi kiếm mà đi bắt kiếm sao mà không ra là kiếm để cho mẹ phải gắn lớp lên tới đó để có cái dịp tới đó ngồi cho nó gọi là cái chỗ con rớt không biết là phải rớt trước đó lúc mà đi lên kiếm mà bắt đầu định vị từ cái chỗ mà cái lần điểm nhất đó cái điểm đầu tiên là hộp con với Nam bước mấy bước là Nam nó lượm được cái hộp mà cái hộp đó là hộp hình tam giác chứ mà nó hộp hình tròn mà cái hộp đó mà cong à cái thằng Nam ấy nó trộn chị trời nãy em tưởng là tìm được cái hộp rồi mừng quá nó cũng nhỏ nhỏ như hộp quế hương vậy đó rồi bắt đầu cái nó nói ờ vậy hả trời mình cũng hết hồn mình nhìn lại thì lúc nào con quăng cái hộp xuống dưới đất á nó lại tưng trong lề con nói rồi sao lỡ như cái hộp quế hương có rớt đất nó sẽ tưng trong lề nó tưng như tùm lum là cũng khó mà kiếm con cũng lũ con giờ trong lề không đó mà rốt cuộc trời nó nằm ngay cái chỗ đó mình không tưởng tượng được.
biết rất là nhiều người lên núi hồi nãy là rất là nhiều người đi, mà thấy có đường đi người ta đi hay người ta đá đi hay người ta này kia sao phải không? Nên mẹ mới hỏi thường khi là lúc mẹ con mà đụng cái chiếc nhẫn vô tay con là nó có bị trầy không? Nó nói là không có bị trầy, mà cho nó nếu không bị trầy là có thể lúc đó là cái hộp nó chưa có rớt, nếu mà nó rớt ra rồi á là cái chấu của nó nhọn nó sẽ bị trầy cái tay nó, có nghĩa là không rớt cái chỗ mà nói là bị trầy đụng thường xuyên. Sao tụi con biết là rớt lúc nào? Tại tụi con nhìn nắm hình chụp đầu tiên là hộp vẫn còn. Rồi tụi con xác định từ đó lên tới trên kia cái đoạn mà gần cái núi con quay lại là con thấy nó không còn, như là mất ở đâu đâu, đường lên đường đi lên. Thôi chị ơi, chị xui quá, bây giờ mấy cái đồ tiên trang chị chụp lên chị cất đi. Mà sáng này á là con khi mà bình thường lấy nhẫn con đeo đâu có phân tâm, mà sáng này con vô con tính đi cái nhẫn con mở cái tủ đâu con đeo vô con phân tâm nó đeo hay không đeo ta, núi đeo chi. Nhưng mà mẹ là lúc sáng mẹ nói là cái gì lỡ à, ra ngoài á à, mẹ nói gì có gì à, gì tiền bạc đồ quan trọng rồi đem theo, rồi xong là con lại đeo vô nói bà ngoại cho nên mẹ quý cho bà ngoại lên đó để bà ngoại giữ của cho nó đó. Mà hồi sáng mẹ đuối á tính mẹ không thể lên nổi rồi đó, ai ráng đó tôi ráng mấy quanh nó lên đó ừ để nó ráng đó không đâu, mà lúc đó mẹ cũng vẫn còn mệt còn thở ta ngồi điếc ngồi trong cái nhẫn này quý lắm mẹ cái tên đấy hồi ráng thì là không không á không á thôi ráng thì là lên từ đó mà lên tới mà nghỉ mà 5-6 lần quay lại kia biết không, lúc tại vì lúc đó con thấy nó tội nghiệp quá thật sự, con cứ sống mà con nó học bình đủ lớn lên cầu cho đăng tiền được cái học cho em con đi cho nó đi chơi cho nó vui chứ tội nghiệp đó, mình thấy nó tùm lum tùm la tự hỏm giờ lên bờ xuống ruộng rồi xong cuối cùng tìm không được, rồi lúc đó là nghĩ là bỏ cuộc rồi. Con mới nói một câu nữa, Phương ơi em hở cái gì đem chị ra đó chị đưa con chiếc nhẫn của chị cho Phương đeo, mà Phương không chịu thì thôi giờ coi như là mất của đi giờ nói chung là bữa nay con chị mình nhẫn là giáo Phương con đi cái xôi anh ơi giỏi quá anh ơi tán cái chứ tịnh. Trời ơi, hồi nãy đi mấy người đi ngang đi không thấy. Nhờ miếng xoài của mẹ. Hồi nãy tự nhiên chị ngồi đây chị thấy miếng xoài. Chị ngồi cho nó ủa sao tự nhiên miếng xoài rớt đây. Gọi cho ngoài đi, ngồi cho ngoài. Cũng vậy miếng xoài luôn. Đó rồi, kiếm được rồi. Trời ơi, Lan ơi giỏi quá Lan ơi. Trời ơi. À, trên đường đi chỗ này. Ngang chỗ hồ ngồi đợi uống nước đợi mọi người á. Nói cho người ta biết là mừng chứ. Ừ, kiếm được rồi. Trời ơi, ngay chỗ mình uống nước xoài á, mẹ ngồi ăn xoài á. Mẹ Phương chị hai lướt qua luôn, chị mà lướt cái xoài ăn xoài á. Ừ, trời ơi. Rồi có rồi. Hồi nãy Phương nó nói chị kiếm được chỗ này nhớ không? Sao bây giờ đi đâu? Trời ơi, sao đi ăn đi ăn. Con mua xong chưa con mua xong chưa? Hồi nãy vàng gái đúng thằng núi thằng biển. Mày đi chỗ trên kia cho tao. Bây giờ mày phải đi lên. Mày phải đi lên ngồi lên chế đỉnh cho tao. Đúng. Bây giờ sao bây giờ cho ngó nghỉ đây đi mau đi miếng xoài tao ngó quá trời ngó luôn có thấy nhưng đâu. Mà hồi nãy đi ngang em cũng ngó kỹ lắm mà nam cũng ngó kỹ cho đây khu vực này mà ừ thì đó làm gì ông dục chứ con mẹ mắt chị mà tự nhiên nó khiến chị rồi không chị thấy khiến không ừ ai mà kiếm được cái này sáu con mắt luôn á mày thấy không tám con mắt chị trời ơi tám con mắt luôn á má ơi trời ghế miếng xoài luôn hả nó miếng xoài ở đây xong nó nằm ngay đây nè mà bao nhiêu người đi mà nó rớt cho cái kẻ hồi nãy giờ tao mở kiến mà tao tính này là đeo vô mà đeo kiến là thấy cái đeo kiến thấy lấy cái gì gói lại hay thiệt các chị em thua luôn không để rớt nữa nghe đem qua kali coi đó gắn cho nó cho chị Lan với chị hai ngữ ngấu ở đây em với Nam đi lên trên đi đi không thể ngờ luôn á em đó.